mày. Đúng. Chị về kiểm tra quán cái. Nó đồ của nó không? Nó đồ của nó không? Quen. Nghe cái kiểm tra quán cho anh Phát Hải. Con ấy về đây làm việc với con Nhung này cái hợp đồng đàng hoàng mà mày mày dẫn mặt biết là cưng cưng không biết chị, nhưng mà tại sao cưng làm chung với em mà cưng cưng giấu chị? Sao không biết được em đâu cưng giấu em hỏi cái anh kia kìa, em đang ngồi nói chuyện anh thấy xong cái đi ra đóng thấy ai hết đó, em gọi cho từ nãy giờ không thấy ai nghe máy. Ừ, mày thấy động cái gì không phải là gì không phải là gì không phải là gì 5 bộ 79 79 bữa trước cũng vậy. Đâu xuống đây mới lên nhà máy. Hả? Xuống đây nhà nào? Ai? Nhỏ đó đó. Biết tên mà hỏi ai là sao được? Anh kia là xuống đây ngày nào, nói câu xuống đây ngày nào ai biết được? Xuống đây nào? Xuống ngày nào cho nên không biết. Hôm chủ nhật, hôm thứ hai chủ nhật gì đó. Ờ. Tại sao em, nữa? Em thế thôi. Em làm đây lâu chưa? Lúc trước làm đây rồi nhưng mà em nghỉ rồi. Ừ. Em mới làm cho chị được có 4 ngày à. Ừ. Đó. Ê, giấy tờ em đâu? Giấy tờ em để nhà, em đi xe đi. Hồi nãy rồi còn đây chứ nghe không đâu, nó chưa có đi. Cái phòng này mới dễ đi ra đây. Cái này có không có ai đó. Chúng mình vô đây làm chị đây nè. Rồi giờ nha không có thấy ai đi ra. Mình thấy đúng bà chủ đi ra thôi. Nhưng mà mình chụp lại đây. Dạ đúng. Mình chụp lại đây nè. Quất ngồi đây ăn cơm nè. Chụp Zalo chị đưa anh coi chưa? Hoàng nhất rồi ăn cơm. Alo. Có đang đi với bà. À, quán kia kiếm. Chưa bên, không để làm chưa. Cái này làm đây với đâu, sao sao mày? Lâu rồi. Làm đây. Làm đây, làm đây. Ủa tiên nó không tùy với anh thôi chứ. Bữa nào vậy? Chỉ có bữa ở quán Thị Ngọt 2 lần thôi. Làm ở đâu quan trọng em à. Chứ anh đang làm việc này, chiều nay anh phải làm việc với em sau. Chịu chưa? Giờ chị không nghe máy đó. Gọi nữa, gọi nào nghe thôi. Ủa bây giờ tự nhiên gọi anh lấy số của anh hỏi đi. Chứ là em gọi không nghe, em biết đâu. Gọi số em gọi đi. Gọi em tới đây kiểm tra. Gọi đi. Gọi đi. Gọi đi. Bấm số gọi nữa đi. Mày kêu chị chủ chở mày về đây liền. Chở về đây liền đi, công an đang đợi ở đây để người ta làm công chuyện. Không đi xe buýt quay về liền. Bây giờ công an biết bà, biết con nhỏ đi chung với bà rồi đó. Tao đang ở đây với mày, ở ngay cái quán này nè, đợi mày đó, công an. Đúng, công an đang đợi. Kêu bà chở nhỏ về đây. Rồi. Về lẹ lẹ. Quán này lần trước kiểm tra bắt nhốt lên nè. Long không? Quán này á? Ừ. Em mới vô hôm thứ hai đó. Long em biết.
đỡ mà đủ khách hả? Khách hả? Khách đây là làm đây, chủ quán này hả? Không, kinh doanh mà ở đây nè, chứ đây nè. Chị em nói bà con dòng họ nó không chứ đâu mà phải. Cái này là áo của nó luôn hả? Áo sơ mi đó. Mấy anh này là ở đâu? Em ở Sài Gòn. Quen mấy đứa chị thôi. Bến xe Chợ Mới Long Thành.